Tuyết Nhung, Thiên Ngân báo tin vui, Mạnh Quỳnh trên đường trở về Mỹ cũng cảm thấy ấm lòng vì hành động này của các con. Tuyết Nhung, Thiên Ngân mới ngay lúc này đây thì đã liên tục mở thêm một đêm nhạc hoàn toàn mới cho quý vị khán thính giả gần xa đến nghe nhạc vào ngày 30 tháng 4 này. Thì sau những đêm diễn rất là dài cùng với ba Mạnh Quỳnh trải dài trong suốt 7 đêm diễn từ Hà Nội đến Đà Nẵng, đến miền Tây Cần Thơ, đến vườn miền Nam và thành phố Hồ Chí Minh thì có lẽ là đàn gà con đã có thể có rất nhiều thời gian bên cạnh ba Mạnh Quỳnh, cũng như cảm thấy khoảng thời gian trải qua là rất là dài đối với các con, bởi vì là trong khoảng thời gian này thì các bé phải đi di chuyển rất nhiều nơi, nhưng có lẽ là vì có thể là được hát đi hát chung cùng với ba Mạnh Quỳnh nên Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Trường Sang cũng như là Juno cảm thấy được rằng là tiếp thêm được nguồn động lực rất là lớn đối với mình để có thể tự tin hát trên sân khấu. Mỗi đêm nhạc thì là mang một ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, để đây là điều mà không chỉ Mạnh Quỳnh mà còn có cả Tuyết Nhung, Thiên Ngân cảm thấy vô cùng tự hào vì đã có thể làm nên được rất nhiều đêm diễn mang nhiều ý nghĩa lớn đối với không chỉ bản thân mình mà còn đối với khán giả. Rất nhiều khán giả cũng đã tâm sự rằng là rất nhớ Phi Nhung mà vẫn chưa được nguôi ngoai được nỗi nhớ của Phi Nhung. Chính vì thế mà sự xuất hiện của Mạnh Quỳnh và các con của Phi Nhung khiến khán giả được cảm thấy an ủi phần nào. Và đây cũng là điều mà chắc chắn rằng Phi Nhung ở trên cao cũng luôn mong mỏi và hy vọng rằng tất cả các con cũng như là Mạnh Quỳnh sẽ tổ chức thêm nhiều đêm nhạc hơn nữa để có thể vừa chiên khán giả vừa có thể tạo nên một sân khấu mới mẻ, âm nhạc mới mẻ để khán thính giả mỗi lần mà nhớ đến những giọng ca Phi Nhung mọi người ngày xưa hay là muốn nghe các con hát thì đều có thể có cơ hội gặp nhau như những người trong gia đình với nhau. Và vào ngày 30 tháng 4 này thì Thiên Ngân có tiết lộ rằng hẹn là gặp nhau nữa nhé cả nhà ơi. Đợt này thì bé Thiên Ngân sẽ không hát dân ca nữa đâu, sẽ hát rất mới lạ hơn nhé. Cả nhà hãy đến thử xem bữa đó Thiên Ngân hát gì nha. Và có thể nói rằng khoảng thời gian vừa qua khi mà ở bên với ba Mạnh Quỳnh thì Thiên Ngân cũng chắc chắn rằng cũng đã học được rất nhiều những dòng nhạc khác nhau cũng như là tập luyện hát những dòng nhạc khác nhau nữa. Đây là một điều khích lệ vô cùng to lớn bởi vì chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi nhưng Thiên Ngân đã được ba Mạnh Quỳnh có thể là dạy em cách hát cũng như là sửa âm luyện giọng rất là nhiều hơn nữa để có thể nâng cao cái khả năng hát của mình, để không chỉ là ở những sân khấu nhỏ mà em có thể vươn tầm những sân khấu xa hơn. Và bên cạnh đó thì Mạnh Quỳnh cũng đã hỗ trợ Tuyết Nhung rất nhiều trong việc là hát cũng như là điều chỉnh âm lượng, âm tiết sao cho hợp lý. Có thể nói đây là khoảng thời gian rất quý báu của ba cha con bởi vì rất là lâu lắm mới gặp nhau và ba cha con cũng có thể có thời gian tuy ngắn ngủi cùng nhau thôi nhưng mà cũng có thể học hỏi được nhiều từ cách diễn, cách hát cũng như là những cái việc mà xuất hiện trên sân khấu như thế nào cho hay. Và như mọi người cũng đã thấy là sau nhiều lần đi hát cùng với Mạnh Quỳnh thì Tuyết Nhung, Thiên Ngân cũng đã có thể là giao lưu được với khán giả nhiều hơn. Như chúng ta đã thấy thì Mạnh Quỳnh là một ca sĩ rất là gạo cội và chính vì thế Mạnh Quỳnh đã có khả năng tạo nên một khuấy động sân khấu, kể những câu chuyện rất liên quan và hay đối với quý khán thính giả để vừa liên kết được với những bài hát lại vừa có thể là đem lại những khoảng thời gian thư giãn để khán giả đến gần với nhau hơn. Những câu chuyện của Mạnh Quỳnh kể trên sân khấu thì đều dí dỏm, vô cùng dí dỏm, thân thiết và có gợi nhớ lại những hình ảnh của Phi Nhung và chính vì thế chắc chắn rằng các bé đã học được rất nhiều điều từ ba Mạnh Quỳnh và đây là một có thể nói là những bài học vô cùng quý giá và giá trị không chỉ với lớp trẻ của Phi Nhung, của lớp trẻ của Tuyết Nhung, Thiên Ngân mà còn là những tiền đề sau này để các em có thể có khả năng ăn nói để có thể phát triển hơn trong những lĩnh vực khác. Ví dụ các em có thể tham gia nhiều sân khấu hơn. Ngoài ca hát thì là diễn xuất, có thể trả lời báo chí để có thể đưa được khả năng của các em lên cao hơn nữa. Và đây là một điều rất đáng trân trọng. Tuyết Nhung cũng hào hứng thông báo cho quan thính giả rằng hẹn gặp lại cả nhà vào ngày 30 tháng 4 tại phòng trà KV nhé. Cả nhà hãy đặt vé liên hệ số điện thoại ở dưới ạ. Giá vé là 600.000 đồng và 800.000 đồng gồm nước nhé. Đêm nhạc chính thức sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 4 lúc 20 giờ mang tên Cũng Vì Chữ Tình, sẽ có sự góp mặt của Trường Giang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung, Duy Juno và Trường Huy ở phòng trà cây Vlog 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng rằng quý khán thính giả sẽ có một ngày nghỉ lễ tuyệt vời cùng với đàn gà con của Phi Nhung và lắng nghe những bản ca khúc mới rất hay, rất đặc biệt của các bé. Mọi người xin trân trọng, kính chào tất cả quý vị. Anh Mạnh Quỳnh ơi, thật sự là rất là xúc động khi mà sau một năm rồi với rất nhiều những biến cố trắc trở thì anh đã xuất hiện tại phòng trà Đồng Sang ngày hôm nay. Thì anh có thể chia sẻ với quý vị tất cả những cảm xúc của anh và làm thế nào để có thể vượt qua những cái trắc trở khó khăn đó và ngày hôm nay có mặt ở đây. Để trả lời câu hỏi của Thắng thì mình cũng xin chia sẻ
là tất cả quý vị, những người yêu tiếng hát Mạnh Quỳnh, yêu tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Thì sau bao nhiêu năm qua, thì quý vị biết là 27, 28 năm Mạnh Quỳnh đi hát và đã gắn bó với Phi Nhung cũng được 22 năm rồi. Thì giống như một cái hình dưới bóng, đi show nào quý vị cũng cứ hỏi là Mạnh Quỳnh phải có Phi Nhung phải có Mạnh Quỳnh. Những kỷ niệm như vậy vui buồn, hai đứa đã chia sẻ với nhau khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Mỗi một bước chân đi, mỗi đến một nơi nào đó đều in dấu của Phi Nhung. Từng đoàn Mạnh Quỳnh hát ở Melbourne, Australia. Thì khi Trác Thúy Miêu giới thiệu Mạnh Quỳnh ra, Trác Thúy Miêu đã nói những lời mà Mạnh Quỳnh đứng bên trong, Mạnh Quỳnh đã không chịu nổi rồi, đã sụp sùi. Và khi bước ra sân khấu, chỉ hát được đúng nửa bài, Ngay Còn Em Bên Tôi, là Mạnh Quỳnh đã không nói hát được một câu nào. Quý vị biết tại sao không? Cái sân khấu đó là mỗi một năm Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đều về nơi đó hát tại sân khấu đó. Song ca có, hài kịch có, giờ đậu có, tất cả những hình ảnh đó đều nằm trên sân khấu đó tại Melbourne ở sông bài Crown Casino. Và khi những bước ra một cái hình ảnh, tất cả những cái hình ảnh đó đều trở về với Mạnh Quỳnh hết. Cho nên Mạnh Quỳnh không hát được. Và tới cả ngay cả bài thứ hai, thứ ba mới lấy được bình tĩnh. Thì đó là câu trả lời cho quý vị, cho Thắng biết là cái nỗi buồn cũng như cái nỗi dằn xé trong lòng Mạnh Quỳnh bao nhiêu năm đó, bao tháng qua. Thì Mạnh Quỳnh tự nhủ rằng, tôi đã nói với Nhung rồi, hãy cho tôi mạnh mẽ, cho tôi có sức khỏe thật nhiều để tôi hát được chuyện nào, không hát được nữa. Ừ, Mạnh Quỳnh bây giờ cũng được người biết là cuộc sống Mạnh Quỳnh bao năm nay, Mạnh Quỳnh sống bình dị lắm. Sau cái live show 20 năm tiếng hát Mạnh Quỳnh năm 2016 là Mạnh Quỳnh đã muốn về hưu rồi. Nhưng vì có thể là tổ nghiệp còn thương và cái lòng đam mê vẫn còn đó, cho nên Mạnh Quỳnh vẫn theo đuổi cho tới bây giờ. Bên cạnh đó, cái động lực lớn nhất để cho mình duy trì cho đến ngày hôm nay chính là Phi Nhung. Phi Nhung mới nói là, ông ơi, tổ nghiệp còn đang cho mình không hát, không phục vụ cho khán giả, ngày nào đó cứ nói là trì thai, cứ nói là bỏ nghề, tổ lấy là hết bây giờ đó. Chính vì câu đó Mạnh Quỳnh đã nói là sẽ phấn đấu cố gắng, và một hai đứa đã từng hứa với nhau sẽ một ngày nào đó khi Mạnh Quỳnh không hát nữa, về già không hát nổi nữa, Phi Nhung đẩy xe lăn thì Mạnh Quỳnh đi hát, nhưng ông lộn xộn tôi đẩy ông xuống núi luôn. Chính vì như vậy, nhưng mà đối với Mạnh Quỳnh lần trở về Việt Nam lần này, Mạnh Quỳnh rất là khó khăn, bởi vì Mạnh Quỳnh đi vòng quanh cả thế giới luôn. Đi bắc úc xong về Việt Nam, ngày năm tay Mạnh Quỳnh bay qua Na Uy, sau đó qua Pháp trở về Việt Nam vào tháng 7 năm nay, thì Mạnh Quỳnh sẽ dắt mấy đứa nhỏ qua trời qua Úc Châu để phục vụ với khán giả để ở bên đó, tại vì mọi người rất là thương Mạnh Quỳnh Phi Nhung, rất là thương mấy đứa nhỏ con bên nuôi của Phi Nhung.